Ok, hai sao bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Hành Trung Kim Minh đây. Ôi, đứa bạn này là ai các bạn ơi? Đây là bé bự khổng lồ xanh nha mọi người. Đó, hôm nay mình mod khổng lồ xanh vô chơi cùng các bạn. Đây, đây là anh khổng lồ xanh nha mọi người. Anh khổng lồ xanh mạnh như thế nào thì các bạn có thể biết rồi đó. Anh gọi là cực mạnh đó mọi người. Cú đấm của anh sẽ ra lửa các bạn à. Đấy, chỉnh nha cho ảnh. Hôm nay anh khổng lồ xanh sẽ đi đi đâu đây để rồi trong đi cướp ngân hàng các bạn ơi. Đây là khổng lồ xanh này mọi người. Ôi ôi, tốc độ anh chạy kìa. Wow wow, nhìn ảnh thôi là mình thấy mà quải luôn các bạn ơi. Nhìn vậy thôi nhưng mà chùm luôn mọi người. Khổng lồ xanh các bạn ơi. Ôi đó, ôi ôi lộn mèo kìa. Cú đấm này mẹ đấm một cái chắc mẹ chuyển sào não á mọi người ơi. Ôi ơi, anh khổng lồ xanh ơi, hôm nay anh vô thế giới gà ta năm anh đi cướp ngân hàng anh khổng lồ xanh. Nếu mọi người ủng hộ mình cái series mod những nhân vật này vô như là khổng lồ xanh nè, Iron Man hay là siêu nhân gì á thì các bạn hãy comment lại bên dưới nha mọi người. Ôi ơi, I am khổng lồ xanh. Mình sẽ đập đó. Ôi ơi, ôi ơi, wow, quá ngầu luôn, ngầu như khuôn mặt anh vậy. Ôi ơi, trời ơi, mọi người dừng lại. Ôi, đậu xanh nha má, gào quá, đậu xanh. Má nó tung tôi bà con ơi, anh cũng đồ xanh rất đơn giản luôn. Anh chỉ cần tiền thôi, không cần gì hết á. Sống mà dù khổng lồ xanh cũng phải có tiền thì mới ăn nó mới khổng lồ được chứ. Bây giờ không cho tiền thì không có mập lên không nào khổng lồ được luôn. Nó bụng là hành con nhái liền các bạn. Xuống xe. Đây. Khổng lồ xanh mẹ thôi đầu ra bạn chơi khổng lồ xanh lái xe các bạn ơi. Ai ai khổng lồ xanh lái xe mẹ ơi. Trời ơi. Khổng lồ xanh cũng lái xe được các bạn ơi. Ngồi hơi chiếc xe này hơi nhỏ với mình thôi bạn. Để coi mình lái chiếc nào vừa ta. Ôi, cái chết thỏ các bạn. Ơi bẻ lái trên không rồi ơi, ơi thấy cái chân mình các bạn, ngồi trong khoang lái là chỉ thấy cái chân mình thôi, rồi chỉ có vẻ chiếc này hợp với mình hơn các bạn. Từ tôi nói chuyện anh ơi, đây là khổng lồ xanh thôi, ta nhìn bự nhưng mà anh ta rất là cồng kềnh các bạn ạ. Thôi nắm đầu rồi các bạn, mai ơi dưới này đỡ hơn xíu các bạn. Ơi 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 ơi, răng nhém cái cản mình ngồi người rồi chết người luôn rồi mọi người ơi. Sao em sao tin tin tin, trời ngồi ra tới hàng ghế sau mọi người ơi. Tin trời khổng lồ xanh mà anh quậy thế giới thì thôi luôn. Thế rồi hôm nay sẽ cho anh khổng lồ xanh rồi là đi khám phá thế giới ra ta nằm nha. Ồ đi chiếc xe này hợp với anh đó bạn, quá hợp luôn. Số em ơi, thế rồi khổng lồ xanh phải đi cửa hàng rồi ơi. Quá được luôn các em. Quá được luôn các em ơi. Trời ơi, ảnh kìa, ảnh núp gió các bạn. Không biết anh chạy xe máy hài cái nào ta. Trời ơi, ảnh bé bự luôn mọi người ơi. Mát bự luôn. Công an mà gặp anh khổng lồ xanh là chỉ có bó tay các bạn ạ. Tin tin. Ây da. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Má chép. Chặt đường khổng lồ xanh nè. Chặt đường khổng lồ xanh. Đứa này, mấy khứa này dám mày chặn đường anh khổng lồ xanh mọi người ơi. Chặn khổng lồ xanh nè. Đó, chặn đường anh khổng lồ xanh nè. Ây 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 ây, nó đụng mình mà nó bị giặt cái ghè ra luôn mọi người. Mình mạnh lắm, mình là khổng lồ xanh mà. Ai em khổng lồ xanh, ai em khổng lồ xanh, ai em khổng lồ xanh. No, wow, đâu để rồi để ba chiếc vét ngàn ra đi do hộp mọi người ơi. Đi thử vét ngàn rồi không có chiếc vét ngàn rồi đi chiếc nào được hả, quên hết các bạn. Thôi đi kiếm xe mày chạy rồi ơi, rồi nó nổ banh chành luôn rồi, phá banh con đường luôn rồi. Anh cũng lùi xanh báo rồi mọi người ơi, bây giờ mình bật cảnh sát lên mọi người, cảnh sát lên cái. Trời nó la kìa, thương thảm thương thay. Ôi ghê quá, này có chiếc xe rồi mọi người ơi.
Đây là cái anh Ngỗng Ngôi Xanh lái xe các bạn à. Như quá giặt rồi ơi. Dạ đúng tiếu rồi mọi người. Ai da, nhìn tiếu rồi mọi người. Ôi ơi, anh lái xe kìa. Đây các bạn, nhìn anh Ngỗng Ngôi Xanh lái xe kìa. Ôi ơi, thôi chiếc xe luôn á trời. Rồi, xỏ sao cái em cướp ngân hàng các bạn xác. Đây mọi người ơi, hôm nay cảnh Ngỗng Ngôi Xanh sẽ tới ngân hàng để cướp ngân hàng mọi người. Quá dữ mọi người ơi. Xác kìa. Mấy đồng chí cảnh sát giao thông Việt Nam kìa. Thôi mấy đồng chí đừng đụng em. Em cướp ngân hàng cái. Có gì đâu. Trời ơi, mình đụng. Mình thử đụng á các bạn ơi. Thử đụng cái là nó không có đầu vậy nổi nữa. Gì đâu quýt mình các bạn. Quýt cái câu quýt coi ta. Đứng tới háng rồi, đứng tới gúng rồi mọi người. Ở em quýt bên này ơi. Quýt đi. Muốn gì vào vô đây, quýt đi. Trời quýt nè, quýt nè, quýt đi. Bụng nè. Nhắm làm lại không? Nhắm làm lại không? Hả? Nhắm làm lại không? Trời ơi, quýnh không, chúng nó, ơi mấy này đâu quýnh rồi nữa mày ơi. Vô đây. Vô đây, quýnh đi nè. Quýnh đi. Quýnh không tới nó mà khá đạp, đạp nó thì được. Đạp nó thì được mày ơi, nó lùng quá. Đạp nó thì được. Đấy, thằng này phải đạp đó. Đạp nó ơi, đúng rồi. Thấp quá bạn, không biết đi vô ngân hàng mà dướng cửa rồi mọi người ơi. Bự quá. Hay giờ cướp ngân hàng được. Mở cửa ngân hàng ra. Mở cửa ngân hàng ra. Mở cửa ngân hàng ra. Quậy bạn ơi, quậy. Đó, quậy. Mở cửa ngân hàng ra. Mày rồi. Đập cái cửa bạn. Đó, mình đạp, đạp, đạp. Đạp mở cửa ra. Sắc cứng quá rồi ơi, phải chơi hút đổ rồi ơi, cửa ngân hàng này phải chơi hút đổ được, không nại ra được. Tại vì muốn hút đổ, có hút nổ cũng không xanh mà, chỉ còn quả hút nổ nhất thôi. Các bạn coi hút nổ không xi nhê gì mình đâu. Ấy da, hay ngu, hay ngu. Đó, ấy da, quá ngu nữa bạn ơi. Rồi, đẩy cửa á, trời cái cửa này gá khá là nhẹ với mình các bạn. Cửa này nhỏ hơn so với mình nhiều. Ôi, mấy trái này. Bánh cửa luôn, bánh cửa luôn. Đó. Cướp ngân hàng rồi mọi người ơi, ui ơi. Đang cướp kìa các bạn. Báo công an rồi. Báo công an rồi. Công an bao dây rồi, ui ơi. Cảnh sát tới bao dây làm cái gì được tôi. Siêu thổ mẹ chùm đây các bạn. Cầm cái gì được không? cầm cái đồ long đao đây. Cái gậy đi hơi nhỏ thôi các bạn này. Để đập vui được các bạn, để đập vui thôi. Chứ mà mình đập rất được các bạn ơi. Tay mình hình cao quá bạn, mấy cứa này lùng lắm. Đây, anh ra đầu hú đây. Tụi bay dám ở đây nữa hả? Không biết đây có cướp ngàn sao. Khổng lồ xanh nè. Chạy đi bà ngoại. Ôi, công an bắn tôi hả? Bắn tôi nè. Nhắm chơi lại tôi không? Thiết bản này chết, mình phải có cái gậy để hiên vô mà đập mới được bạn ơi. Cái gậy này thấp quá, đập không tới bạn ơi. Má, anh cái thét lục quá. Khoa lên quýnh đúng lại bạn ơi, mà anh cái thét lục quá. Dạ, giỏi. Trời ơi bạn ơi, tức quá. Cái gậy này, cái này lục quá bạn ơi. Đi vào. Đi vào đạp đi, cầm cái dao đạp đi bạn. Xì quát nè, cảm thấy cơ động à. Cảnh sát cơ động mà rồi chiến thắng các bạn, nắm chiến thắng lâu lớn luôn. Cơ động chúng tôi, cậu bạn ơi. Đấy ạ, bắn này bắn nha, này bắn nha trời ơi. Nó đẩy luôn mày ơi. Còn cái gì, cái nào vậy? Ờ, cái này các bạn, cái này chắc dài các bạn ơi, cái này dài luôn, cái này. Khó, cái này dài rồi mọi người ơi. Nghe đánh gòn. Nghe đánh gòn nè. Bánh chanh. Trời ơi, nó lục quá bạn ơi. Nấp sau xe nè. Bạn ơi, mình phải
phải dùng súng được. Đấy, cái súng bắn cao rồi, cái súng cao xíu rồi người ơi. Cái súng bắn thôi rồi luôn, để cầm ít. Cầm tháo đồng mới hả các bạn ơi. Tháo đồng cũng nhỏ với mình á. Ôi. Ôi, không có sao các bạn rồi người. Quả đáng phải chơi vũ khí quý vị cơ mọi người. Bazooka bắp chuối nè. Bắp chuối nè. Bắp chuối không? Đắp sau xe làm gì? Ăn bắp chuối không? Đi thôi. Ôi ơi. Ổng nồi xanh mà nó cũng mẹ biết bút chuột các bạn ơi. Chịu không nổi. Ủa xin lỗi chịu không nổi. Trốn thôi. Chạy không lâu xanh mẹ đào tẩu không lâu xanh đào tẩu ơi mẹ ghê không mọi người bay một con chim nha mọi người má ảnh bay kìa đó vậy mới gọi là không lâu xanh mọi người ơi vậy thiên nhiên ơi ba lẹ ui đó là ba lẹ đọt cây luôn các bạn à. Mình đang trốn bánh xác rồi người ơi. Khi anh cũng màu xanh mà quyết định rồi trốn bánh xác. Bay. Ôi. Ôi. Bye bye dí theo lưng mọi người. Bye bye tới. Dịch chuyển đức ơi. Ôi. Anh không màu xanh sử dụng mày thì kêu bí kíp dịch chuyển thứ thời. Hãy trốn vào công an. Mình lặn xuống hồ bơi này để trốn của ai mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi anh mẹ quá con nít đã bạn ơi. Bùm. Khổng màu xanh này trốn xuống đáy biển mọi người. Trốn xuống đáy biển. Anh ta có khả năng bơi rất là giỏi. Trốn xuống dưới đáy biển. Trốn bánh xác. Đó. Rất là sâu luôn. Chỗ này rất là sâu luôn rồi mọi người. Ôi trốn thành công rồi mọi người ơi. Khổng màu xanh nữa mà ngồi lên mặt nước. Ôi quá giặt bơi rồi mọi người ơi. Bơi ghê không mọi người. Ôi, bơi dưới điện các em à. Đó. Bơi dưới điện không? Bơi nhưng mà cá mập vậy. Wow giận đồng viên ô làm biết kia bằng ông nội các bạn ơi. Quá khủng. Dạ ok hao hôm nay và người khổng lồ xanh sẽ kết thúc tại đây các bạn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại cho mình 1000 like để ủng hộ tập kế tiếp của những series mod nhân vật video đó nha mọi người. Có rất là nhiều nhân vật để mình mod luôn. Nếu các bạn thích thì có thể để lại một comment như là comment khi mình mod nhân vật Iron Man hay là nhân vật nào đó nếu các bạn yêu thích nha. Comment đó sẽ được nhiều lượt like nhất thì mình sẽ làm nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Nhớ nha, 1000 like để có tập mới cho các em. Hẹn gặp lại các em trong tập mới của video. 1000 like là có liền video mới các em ơi. Bye bye các em.